Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức công bố giá vé cho trận đấu ở bảng F vòng loại World Cup 2026 giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Gelora Bung Karno, sân đấu với sức chứa 77.000 chỗ ngồi, sẽ là sân khấu cho màn so tài này. Theo như tờ Bola chia sẻ, vé xem trận đấu giữa Indo và Việt Nam chỉ được bán từ ngày 5 tháng 3 đến 16 giờ 6 tháng 3. Chính vì thế, cổ động viên xứ Vạn Đảo tỏ ra vô cùng sốt sắng để sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu này. Các cổ động viên ai cũng muốn đến sân Gelora Bung Karno cổ vũ cho thầy trò luyện viên Shin Tae-yong. Đội tuyển Indonesia đang gặp bất lợi lớn tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khi chỉ mới có được một điểm và xếp cuối bảng. Chính vì thế, hai trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 21 và 26 tháng 3 có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp của họ, đặc biệt là sau khi thầy trò Shin Tae-yong đánh bại Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup vừa qua. Chương trình bán chiếc độc quyền đang tạo nên cơn sốt trong các cổ động viên Indonesia. Các cổ động viên có thể mua trước trên Tika, Garuda và BookMyShow. Những mệnh giá vé rẻ đã được sớm bán hết, nhưng mệnh giá cao cũng chỉ còn số lượng hạn chế. Các cổ động viên ai cũng muốn đến sân Gelora Bung Karno cổ vũ cho thầy trò luyện viên Shin Tae-yong. Trích dẫn trên tờ Bola, ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia chính thức mở bán vé trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Vé xem trận đấu Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại Gelora Bung Karno được chia thành 4 loại. Mệnh giá rẻ nhất cho các ghế ở xa sân đấu được bán ở mức giá 100.000 rupiah, khoảng 160.000 đồng. Loại ghế ở phía Bắc và phía Đông được bán với giá 200.000 rupiah, hơn 300.000 đồng. Loại ghế ở khán đài phía Tây và phía Nam được bán với giá 400.000 rupiah, khoảng 600.000 đồng. Cuối cùng là hạng ghế cao cấp ở phía Tây và phía Đông, có giá là 750.000 rupiah. Truyền thông xứ Vạn Đảo cũng đang lo ngại việc vé hết sớm sẽ dẫn đến tình trạng vé chợ đen tăng cao, các cổ động viên nước nhà phải bỏ ra số tiền lớn để được vào sân. Việc mệnh giá vé rẻ được bán hết sớm có thể khiến cho nhiều cổ động viên phải mua vé thông qua chợ đen với số tiền được đẩy lên rất nhiều lần. Các cổ động viên cần tỉnh táo trong việc mua vé trên các trang không chính thức. Trích thông tin trên tờ Indosport, với tiến bộ thời gian gần đây của các cầu thủ Indonesia, các cổ động viên tin vào khả năng đội nhà sẽ tiếp tục thắng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong một cuộc khảo sát gần đây của tờ Bola, có hơn 70% cổ động viên tin rằng Indonesia có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 21 tháng 3. Sức hút của trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia đang nóng lên từng ngày. Không chỉ là dàn cầu thủ nhập tịch bên phía Indonesia mà không khí ngợp thở ở chào lửa Bung Karno cũng sẽ là một thách thức rất lớn với thầy trò luyện viên Trussier. Sân Gelora Bung Karno được xây dựng từ năm 1958 đến năm 1962 nhằm phục vụ cho Đại hội Thể thao Châu Á 1962. Sân đấu được đặt tên theo tổng thống đầu tiên của Indonesia là Sukarno với sức chứa ban đầu khoảng 110.000 khán giả. Năm 1985 có tới 150.000 khán giả tới theo dõi trận đấu giữa PSMS và Persib. Các khán giả đã phải tràn cả xuống đường chạy đến kinh mới có đủ chỗ đứng. Đến năm 2007, sức chứa sân giảm xuống còn 88.000 chỗ ngồi sau khi được tân trang để phục vụ cho AFC Asian Cup 2007. Trong giải đấu này, sân Gelora Bung Karno đã tổ chức 5 trận đấu vòng bảng, một trận tứ kết và trận chung kết giữa Iraq và Saudi Arabia. Vào năm 2016, sân vận động được đóng cửa để nâng cấp toàn diện nhằm chuẩn bị cho Asian Game 2018 được tổ chức tại Indonesia. Sức chứa của sân giảm xuống còn 77.000 chỗ ngồi sau khi nâng cấp cơ sở vật chất. Sân vận động mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2018. Cho đến hiện tại thì đây là sân đấu có sức chứa chỉ kém Bukit Jalil và Shah Alam của Malaysia. Và sự cuồng nhiệt của các cổ động viên nơi đây có thể dùng một từ để miêu tả, đó là khủng khiếp. Gelora Bung Karno được xem là thánh đường của bóng đá Indonesia, nhưng lại trở thành ác mộng đối với các đội bóng ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lần gần nhất hai đội tuyển chạm trán với nhau là ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Khi đó thì thầy trợ luyện viên Park Hang-seo đã cầm hòa đối thủ không đều. Gọi Gelora Bung Karno là ác mộng bởi đây là một trong những chào lửa nổi tiếng của bóng đá châu Á, với sự cuồng nhiệt và say mê trái bóng tròn từ người mộ xứ Vạn Đảo. Thậm chí thì sự cuồng nhiệt ấy trên mức cần thiết khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ với bất cứ đội khách nào. Cũng tại vòng bảng AFF Cup 2022, thì các tuyển thủ Thái Lan đã bị một fan hú vía khi nhóm hooligan đội nhà tấn công trước trận đấu. Chơi bóng tại Gelora Bung Karno là một thử thách rất lớn và điều này càng khiến cho đội tuyển Việt Nam đối diện với áp lực nặng nề. Cơn sốt vé trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đang vẽ nên một viễn cảnh phía trước khi thầy trò luyện viên Philip Chuze sẽ phải chơi bóng dưới tiếng cổ động của 77.000 khán giả. Khu vực khán đài được tách biệt với sân đấu qua một sân điền kinh. Điểm đặc biệt của sân là mái thép khổng lồ tạo thành những chiếc nhẫn với tên gọi Temu Gelang. Tiếng cổ động của các cổ động viên sẽ được cộng hưởng và gia tăng âm lượng trong mỗi trận đấu. Không dừng lại ở đó thì nhóm Unchas Garuda luôn là một trong những hội cổ động viên cổ động cuồng nhiệt nhất, bất chấp là sân khách hay sân nhà. Họ hát, họ vỗ tay, họ đánh trống không ngừng xuyên suốt trận đấu, họ cổ vũ say đắm và đôi khi trở nên quá khích.
và hãy tưởng tượng khi 77.000 khán giả cùng đồng thanh cổ vũ. Đó thực sự là một thách thức về mặt liên lạc với các chiến binh sao vàng và cả với bản lĩnh của những người thi đấu trên sân. Huấn luyện viên Kiatisak từng nói về sân Gelora Bung Karno của Indonesia thế này: theo kinh nghiệm của tôi, sân vận động Bukit Jalil thực sự rất khó cho các đội khách, nhưng không phải là khó nhất. Tôi nghĩ sân Gelora Bung Karno khó khăn, khốc liệt hơn, áp lực hơn từ sự cổ vũ. Đây là điều đã chứng minh qua các trận đấu trước đây. Và nói đây là nỗi lo cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sắp tới cũng không phải thừa. Bản lĩnh và tâm lý chiến là dấu hỏi lớn với cầu thủ trẻ, đặc biệt là khi đá trên sân khách. 4 lần đến sân khấu có sức chứa 77.000 người để đối đầu với đội chủ nhà, các đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam nhận về 3 trận hòa và 1 thất bại. Thánh đường bóng đá từng chứng kiến thế hệ của những Huỳnh Đức, Nguyên Chương, Sĩ Hùng, Minh Hiếu, Công Minh khoác lên cổ tấm huy chương đồng SEA Games 1997. 5 năm sau, đến lượt đội tuyển quốc gia kết thúc AFF Cup 2002 ở vị trí thứ 3. Nhưng Gelora Bung Karno cũng là ác mộng của U23 Việt Nam tại SEA Games 2011 với thất bại 0-2 trước đội chủ nhà bán kết. Một băng rôn có dòng chữ là Goodbye Việt Nam của cổ động viên Indonesia được nhà đài cho lên sóng từng trở thành nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian dài. Và lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đến làm khách của Indonesia đó là một trận đấu thực sự khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đá sân nhà nhưng Indonesia nhường thế trận cho Việt Nam, họ tập trung khai thác sai lầm của đối thủ và sử dụng những đường chuyền dài sau lưng của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Văn Thành. Sau những lần để thua trước chính huấn luyện viên Park Hang-seo, thì huấn luyện viên Shin Tae-yong dường như đã nắm bắt được yếu điểm trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ có tốc độ tốt là Marcelino và Jacob Jasajuri liên tục khai thác thành công khoảng trống sau lưng hàng thủ Việt Nam và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đây là một trận đấu các cầu thủ bên phía Việt Nam chơi dưới sức và liên tục bị các tiền đạo bên phía Indonesia vượt qua một cách dễ dàng. Sức ép từ khán đài và cái nóng tại Gelora Bung Karno dường như đã rút cạn sinh lực của các chiến binh sao vàng. Có chăng Văn Lâm là điểm sáng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam sau liên tiếp những pha cứu thua ấn tượng. Kết thúc trận đấu, thời lượng kiểm soát bóng của Việt Nam là 59%, con số của Indonesia là 41%. Và dù sở hữu bóng nhiều hơn nhưng thầy trợ viên Park Hang-seo chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, trong đó một lần duy nhất đi trúng đích. Và đây là trận đấu đáng quên của Tiến Linh, Văn Đức hay Quang Hải. Ngay cả những hậu phương của hàng công như Hoàng Đức hay Hùng Dũng cũng nhiều lần để mất bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của Việt Nam là 76%, con số thấp hơn thường lệ, tuy nhìn hơn 69% của Indonesia. Đây cũng là trận đấu Việt Nam bị cuốn vào những tình huống tranh chấp không đáng có và Văn Hậu may mắn đã thoát thẻ sau những pha va chạm với Dendy và Ricky Kambuya. Một trận đấu khó khăn về cả chiến thuật lẫn con người. Ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình thì hai bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thẳng tiến chung kết AFF Cup 2022. Những khó khăn trước mắt là điều đã được lường trước với thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier ở cuộc đối đầu sắp tới với Indonesia. Cũng chẳng phải nói đâu xa khi đoàn quân áo đỏ vừa nhận thất bại trước chính đối thủ tại vòng bảng Asian Cup 2023 vừa qua. Ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno, trước 77.000 khán giả, trước dàn 10 cầu thủ nhập tịch, trước một Indonesia hừng hực khí thế, một bài toán hóc búa đang chờ đợi huấn luyện viên Philippe Troussier. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu kể trên. Thầy trò Troussier sẽ có một tuần rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam.